Liên quan đến vụ việc sập giàn giáo tại công trình xây dựng ở bãi đỗ xe ô tô tại đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 3 người chết, 3 người bị thương vào rạng sáng qua ngày 17 tháng 1, cơ quan chức năng đã có quyết định đình chỉ thi công đối với công trình này. Trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Đức, đội trưởng đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vụ tai nạn khiến 258m2 trong tổng số 1000m2 mặt sàn đổ sập. Cơ quan chức năng đã đình chỉ thi công công trình trên. Cũng theo cơ quan chức năng, đây là công trình mới thi công, không có thời gian bị gián đoạn nên không thể đổ lỗi cho cột chống bị hen gì hay bong cấy. Vì vậy, nguyên nhân có thể là do kết cấu giàn giáo không chắc chắn. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, công trình xây dựng nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thuộc dự án Cây Xanh và Bãi Đỗ Xe do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nhật làm chủ đầu tư. Công trình được Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm cấp phép xây dựng từ ngày 14 tháng 11 năm 2017 và thông báo khởi công vào ngày 15 tháng 11. Thank you.